dậy múa đi sao lại không múa dậy múa đi chứ những cái tai nghe mà sử dụng công nghệ là truyền âm thanh qua xương hay tiếng anh chúng ta gọi là bone conduction nó là một công nghệ không mới nó ra đời được nhiều năm rồi nhưng vẫn rất là lạ lạ từ cái cách hoạt động cũng như là đến cả cái trải nghiệm của người dùng ví dụ như là mình đây và trên thị trường ấy, thì thực ra là theo mình mình tìm hiểu thì có rất ít những cái tai nghe hiện tại mà sử dụng cái cơ chế như thế này Tại vì như ở trước đây ấy, thì thường là những cái sản phẩm này nó mang tính là tính concept mà thôi Những cái sản phẩm mà mang tính là công nghệ cao hiện đại mới nhất Cho nên là nó sẽ có cái giá thành rất là cao Cũng như là số lượng họ sản xuất ra thì thường là khá là ít Chỉ có là một số ít để cho những gọi là power user họ trải nghiệm mà thôi Tuy nhiên mai đến gần đây thì mình bản thân mình mới tìm được một chiếc tai nghe gọi là theo dạng phổ thông sử dụng cái công nghệ này mà lại có cái giá thành nó rất là hấp dẫn chỉ khoảng là hơn 3 triệu 3 triệu rưỡi mà thôi chiếc tai nghe Shock G Open Run đến từ thương hiệu gọi là Shock G hay trước đây có cái tên gọi là After shop đây là một cái thương hiệu là đi tiên phong trong cái công nghệ này trước đây rồi vậy thì trong video này hãy cùng mình tìm hiểu xem rằng là cái công nghệ truyền âm thanh qua xương này nó có cái gì khác biệt và liệu trong tương lai gần đây thì những cái tai nghe sử dụng cái công nghệ này nó có thể thay thế những cái tai nghe truyền thống hay không nhá Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Real Lab Và mình là Hiếu Leo đây Nhưng trước khi vào video này thì mình phải nói một chút Rằng là đây sẽ là một cái video đánh giá khá là dài Cũng như là mang cái tính học thuật khá là cao ấy nhá Cả về mặt vật lý vẫn sinh lý luôn Tại vì đây là một sản phẩm rất là mới lạ, rất là công nghệ cao Và mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái góc nhìn mà đánh giá khắt khe nhất Những cái gì mà trải nghiệm chi tiết nhất giúp các bạn hiểu rõ nhất về cái công nghệ cực kỳ hiện đại này công nghệ gọi là bone conduction Truyền âm thanh qua xương đầu tiên thì ai cũng thắc mắc là cảm giác đeo nó như nào thì mình phải nói thật là cảm giác đeo nó rất là lạ và thú vị với cái thiết kế là open ear như thế này tuy nhiên thì mình phải lưu ý rằng là cái cách đeo cũng như là cái vị trí đeo của tai nghe này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất âm mà các bạn nghe được và theo mình sử dụng rất là nhiều rồi mình bày vỏ rất là kỹ thì mình thử nghiệm rằng là cái vị trí đeo tối ưu nhất của chúng ta khi sử dụng cái tai nghe kiểu này Đó là nằm ngay trước cái phần sụn tai này của chúng ta đây Cái phần tam giác này như này này Đó thì cái lúc này là cái âm lượng cũng như là cái chất âm của tai nghe Nó truyền đến xương tai của chúng ta là tuyệt vời nhất Khi sử dụng chiếc tai nghe này thì mình vẫn nghe được nhạc Mà vẫn nghe được cái âm thanh xung quanh của mình Nhưng cái âm thanh xung quanh nó lại không ảnh hưởng đến cái âm lượng cũng như là chất lượng nhạc mà mình nghe Với cái tai nghe bình thường ấy Thì cái nhạc này cũng như là cái tạp âm của môi trường ấy, là nó sẽ đi chung một đường Tức là nó sẽ là qua tai ngoài này Đến màng nhĩ, đến tai giữa Xong rồi đến ốc tai ở tai trong cùng Và cái điều này rằng là khiến cho ông nào Ông khỏe hơn, có âm lượng nó to hơn Thì nó sẽ át đi luôn cái ông còn lại Và từ đó là cái tạp âm Nếu mà nó to quá thì nó sẽ át đi Và nó khiến cái âm lượng nhạc của chúng ta Sẽ cảm giác là nó bị nhỏ đi khá là nhiều Còn với cái ông là công nghệ truyền âm thanh Qua xương này thì hai ông nó sẽ là Hai ông là hai đường khác nhau luôn Người dưng là khác lối và nhạc thì nó sẽ được truyền qua là cái rung động của xương vào thẳng cái phần ốc tai của mình. Cái điều này khiến cho mình là khi mà nghe nhạc ấy, cái âm lượng của bài nhạc tuy là không quá to nhưng nó luôn luôn là được bảo toàn gần như là 100% và dù là bạn đang ngồi trong cái môi trường nhà là yên tĩnh này hay là các bạn có đi ra ngoài đường thì cái độ to của bài nhạc bạn nghe bạn cảm nhận là gần như là y hệt nhau trong khi bạn vẫn có thể nghe được những cái âm thanh của môi trường và với mình thì đây mới đúng là xuyên âm xịn các bạn ạ một trải nghiệm nó rất là lạ và nó rất là tuyệt vời và với cái đặc tính này thì nó sẽ giúp cho những cái người dùng họ luôn luôn giữ được cái sự kết nối với những cái âm thanh môi trường xung quanh vì vậy những cái bạn nào mà hay tập thể thao ngoài trời này chúng ta chạy bộ chúng ta đi bộ hay là chúng ta đạp xe ngoài trời thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận diện được những cái âm thanh tín hiệu đang gần tới ví dụ tiếng còi xe đến động cơ xe cộ và giúp chúng ta tránh được những cái nguy hiểm rủi ro tai nạn có thể xảy ra với bản thân chiếc shock g open run này thì có cái âm lượng khá là to tuy nhiên mình thường chỉ sử dụng ở mức 70% với mình là đã đủ rồi tại vì khi mà bật to hơn nữa ấy, thì cái tai nghe này nó sẽ rung cực kỳ mạnh luôn các bạn ạ cũng như là nếu mà chúng ta bật âm lượng nó quá to đi thì đây dù gì thì đây cũng là rung động mà cho nên nó sẽ có cái hiện tượng đó là cộng hưởng cộng hưởng với xương chúng ta da chúng ta hay bản thân mình đeo kính cộng hưởng với gọng kính này thì nó sẽ có hiện tượng đó là bị lích âm thanh ra ngoài giống như là những cái dòng tai nghe earbud phổ thông mà chúng ta hay sử dụng. Về bản thân cái thiết kế thì đây là đặc trưng của những cái dòng tai nghe truyền âm thanh qua xương như này rồi. Khi mà chúng ta có cái thiết kế rất khác biệt so với những dòng tai nghe bluetooth hiện nay. Chúng ta sẽ có một phần hút như thế này, giống như là những cái dòng tai nghe over ear chuyên thể thao, chúng ta sẽ đeo vòng lên cái vòng vành tai chúng ta. Và trong quá trình mình sử dụng thì mình đã sử dụng những cái dòng tai nghe có thiết kế này là quá nhiều nên mình rất là quen rồi Cho nên là mình cảm thấy nó rất là thoải mái và kể cả dù mình đeo kính Còn với những cái bạn nào mà chưa quen, da bị nhạy cảm hay là form tai nhỏ Thì sẽ lúc đầu mới sử dụng sẽ cảm thấy nó hơi cộ một chút Đây là cái đặc điểm mà chúng ta không thể nào tránh khỏi Với những cái dòng tai nghe cỡ chuyên thể thao với cái thiết kế như thế này Ví dụ như là tai nghe đến từ Beats hay là Sound Beats Đó hai bên tai nghe thì nó vẫn được nối liền với nhau nhưng nó sẽ không dùng các loại dây mềm và rủ xuống cổ như là những cái dòng neckband truyền thống này các bạn nha với chiếc tai nghe shock di open run này thì hai bên tai nghe nó sẽ được nối với nhau thông qua được một cái viền titan đó và cái viền titanium này thì nó cực kỳ bền và các bạn thấy đây đây nó cong này mà mình có bị bẻ thẳng ra như này đây nữa đó bị thẳng ra như này nó vẫn không làm sao cả nó vẫn quay về như bình thường trên cái chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có được là bố trí ba cái phím cứng khác nhau được đặt ở những cái vị trí mình thấy rằng nó rất thuận tiện trong quá trình chúng ta sử dụng. Chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng kiêm là bật tắt nguồn ở phần phía dưới này cũng như là có thêm một phím là multifunctional tức là một phím đa chức năng ở phần bên gọi là bên tai trái của chúng ta thì cũng không biết gọi là cái tai hay không nữa tại vì nó đeo bên ngoài mà à, với cái định hướng là tai nghe thể thao sử dụng ngoài chơi thì với mình đây là một điểm cộng cực kỳ lớn Người dùng có thể điều khiển mọi tính năng multimedia mà chúng ta không cần phải rút cái điện thoại hay là động chạm vào để cái nguồn phát của chúng ta. Hơn thế nữa thì cái tai nghe này còn sở hữu cái chuẩn kháng nước kiêm luôn kháng bụi bẩn rất rất cao. Đó là IP67 các bạn ạ. Đảm bảo là bất chấp mọi mưa gió luôn. Về cái chuẩn kháng nước và bụi bẩn nó cao như thế này thì toàn bộ tai nghe nhá, nó sẽ được đóng chết và bọc silicon mềm bên ngoài nó vừa tăng cho chúng ta cái độ bền của tai nghe cũng như là nó tạo cảm giác thân thiện cho cái da của phần da đầu hay là da cổ chúng ta luôn luôn là dễ chịu và với cái việc đóng kín như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng đó là cái chuẩn sạc nam châm rất hay và tiện lợi thời gian sạc thì cũng sẽ rất là nhanh chiếc tai nghe này thì nó cũng rất hiện đại khi mà nó có khả năng đó là nhận diện độ ẩm khi mà chúng ta cắm sạc nha nên là các bạn không lo là bị chập điện đâu khi không sử dụng thì nó sẽ là dễ dùng thôi chúng ta hoàn toàn là cứ để nguyên như này không làm sao cả nó rất là thoải mái nó không chèm tay chúng ta không lo là nó bị ảnh hưởng đến cái thính lực đó hay là các bạn đeo xuống cổ như thế này ừm, hoặc với những bạn nào anh mình là hai tóc dài ấy nhiều khi là mình đây mình đeo ngược lên này luôn cài phát là thay luôn cái bơm của mình đó rất là tiện hoặc là nếu anh em nào mà di chuyển nhiều thì hoàn toàn có thể là hãng họ có rất là tinh ý tặng cho chúng ta một cái chiếc túi này chúng ta có thể cất vào và chiếc túi này cũng là cái chất gọi là cao su tổng hợp chống nước được tặng kèm trong hộp đó rất là tiện cho chúng ta nay nãy giờ thì mình khen rất là nhiều đúng không các bạn nghe có ai cảm giác rằng đây là một chiếc tai nghe công nghệ mới lạ và nó rất là hoàn hảo nhưng tai nghe nào thì nó cũng sẽ có cái nhược điểm riêng của nó đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nghe nhạc chung với crush của chúng ta được trừ khi là các bạn sẽ phải nghe theo kiểu như thế này này đó là chúng ta đeo nhạc vào và dí đầu của crush chúng ta sát vào với cái này thì khi đó thì cái khung viền ấy, cũng như là cái cái vỏ của này nó sẽ truyền cái rung động từ chiếc tai nghe này đến cả đầu chúng ta cẫn đầu crush luôn và mình nghĩ đây là một cái trick khá là hay để các bạn có thể là gần gũi với crush của chúng ta hơn cái này thì mình nói vui thôi chứ thực ra là cái đánh đổi thứ hai ấy là nó rất là thực chất đó là về chất âm của chúng ta chắc chắn mình phải nói một điều rằng là cái chất âm của chiếc Shockzy Open Run này nó đã làm tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng của bản thân mình khi mà chúng ta sẽ có những giải âm vẫn rất là tách bạch giữ được cái độ chi tiết khá là ổn cũng như là chúng ta lại có cái đặc trưng âm trường rộng thoáng giống với những cái dòng tai nghe earbud mà anh em rất là ưa chuộng tuy nhiên để đánh giá thực chất thì về cái độ trong trẻo cũng như là cái tính ổn định âm thanh thì mình giá là chưa được cao tại vì dù gì thì đây là công nghệ truyền rung động qua vật rắn tức là truyền qua xương qua da của chúng ta và chắc chắn là nó sẽ có độ nhiễu lớn hơn khá là nhiều so với việc là chúng ta truyền âm qua cái rung động không khí như là mọi những chiếc tai nghe ở trên thị trường khác như mình đã nói ở trên thì bản thân mình là người đeo kính và nếu mà âm lượng nó quá to thì chiếc tai nghe này nó sẽ rung rất là mạnh và một cái phần nhỏ rung động này nó sẽ truyền đến cái gọng kính của mình và trong một số ít trường hợp thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến độ nhiễu của âm thanh tức là âm thanh nó sẽ có cái độ gì nó hơi rung rung đi một chút chứ nó không gọi là vững tai không chắc chắn về như là chúng ta sử dụng bình thường nếu như là các bạn là những cái người mà đòi hỏi cái chất âm cực kỳ cao cực kỳ xuất sắc trong cái tầm giá thì mình nói thật đây không phải lựa chọn tốt ít nhất là trong cái thời điểm hiện tại này tại vì dù gì thì công nghệ này nó vẫn còn mới và cần thêm những cái thời gian để mà phát triển và hoàn thiện hơn ở trong tương lai Với anh em nào mà mua về để nghe nhạc giải trí bình thường như bản thân mình chẳng hạn Thì mình nghĩ rằng rằng là cái chất âm của chiếc Shock Open Run này vẫn rất là ổn Và nó sẽ sánh ngang với những cái dòng tai nghe phân khúc phổ thông Ví dụ như là những dòng tai nghe là Pamu Scroll hay là Pamu Slide Mà ngày xưa mình đã từng làm rất là nhiều rồi Cái nhược điểm thứ ba đó là về thời lượng pin cũng như là khả năng kết nối Thì cái tai nghe này có thời lượng pin mình đánh giá là khá là ấn tượng công bố là có 8 giờ thôi nhưng mà theo cái mình mà mình trải nghiệm thực tế thì thậm chí là có thể vượt hơn gần như là có thể đạt đến là gần 10 giờ liên tục tuy nhiên cái tai nghe này mình khi mình test mình có nhận ra rằng là nó không có cái chế độ là tự động tắt bluetooth các bạn ạ cho nên là mỗi khi mà mình test mỗi lần mà mình mở bluetooth ở trên điện thoại ra đã thấy cái tai nghe này ông ấy kết nối ngay rồi và mình thấy ngờ ngợ ngờ ngợ rằng tại sao là mình còn chưa bật cái tai nghe này lên mà đã kết nối nhanh như thế nhưng mà hóa ra là ông này ông không bao giờ tắt bluetooth Và thực ra thì đây có thể là nhược điểm cũng có thể là ưu điểm Tùy từng cách sử dụng của mỗi người à, Ví dụ nhá, nhược điểm tôi không nói nhưng mà ví dụ ưu điểm chẳng hạn là chúng ta có thể kết nối tai nghe rất là nhanh Dậy múa đi, sao lại à. Tại vì thực sự là cái thời gian chờ chiếc tai nghe này rất là trâu Cho nên là nếu anh em có quên không tắt tai nghe thì cũng hoàn toàn có thể yên tâm về cái thời lượng pin của chiếc tai nghe này và sau khi kết nối rồi thì mình đánh giá rằng là cái độ ổn định, độ kết nối khi mà chúng ta nghe nhạc một lèo một mạch ấy là rất là ổn, ok luôn. Tuy nhiên, mỗi khi mà chúng ta tắt nhạc đi nhá, xong chúng ta bật lại nhạc lên thì nó sẽ có một độ trễ nhỏ, vấp một chút sau đó nó mới phát mượt mà được. Ở đây thì mình cũng hiểu thôi. Có lẽ là do cái đặc điểm của nó là nó sử dụng motor nó rung các bạn ạ. Và để cho một cái motor nó đang từ vị trí đứng im để mà nó rung được ấy thì nó sẽ khó hơn so với việc là à, chúng ta sử dụng tai nghe truyền thống cái driver ở trên tai nghe ấy nó rung thì nó luôn luôn là dễ dàng hơn rồi và để tổng kết lại với mình thì Shokz Open Run vẫn là một chiếc tai nghe công nghệ mới lạ cho người dùng trải nghiệm hiện tại thời điểm hiện tại là cực kỳ đáng luôn cực kỳ đáng để chúng ta sở hữu cái tính thực dụng cũng như là tính tiện dụng cho cuộc sống Hiện tại chúng ta mình đánh giá là vẫn rất là cao, đặc biệt là với những người dùng là thường xuyên di chuyển ngoài đường, những người tập thể thao đạp xe, ví dụ bản thân mình thì toàn vẫn đạp xe trên Hồ Tây mà. Và khi mà chúng ta có cái thiết kế open ear như thế này á, nó sẽ cho chúng ta một cảm giác đeo rất thoải mái và cái việc sử dụng thì nó luôn luôn được an toàn khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường. Cái nhược điểm duy nhất mà khi mà bản thân mình mình đánh giá rất khắt khe đó là về cái chất âm, nó chưa thực sự là xuất sắc so với cái ta nghe truyền thống. Nhưng đánh đổi lại là chúng ta có rất nhiều những cái thứ đáng giá khác. Và trừ khi là các bạn mua tai nghe chỉ để ngồi một chỗ thưởng thức nghe từng cái nốt nhạc một. Còn không ấy thì bản thân mình Shokji Open Run vẫn cho chúng ta một cái chất âm đủ hay giúp chúng ta giải trí hàng ngày và là một cái món đồ công nghệ cao rất đáng sở hữu ở ngay thời điểm hiện tại. Nếu như anh em nào nghe đây mà cảm thấy rất hứng thú và muốn sở hữu chiếc tai nghe shop Brand này rồi thì rất may cho các bạn, chiếc tai nghe này đã được nhập khẩu chính hãng về tại Việt Nam và phân phối chính hãng cho nên là anh em có mua sở hữu chiếc tai nghe này thì yên tâm hoàn toàn về chế độ bảo hành các thứ. À, hiện tại chiếc tai nghe này mình thấy là đang được phân phối rất nhiều ở trên những cái sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee. Anh em nào quan tâm đến những sản phẩm như thế này thì mình sẽ để cái link dẫn đến cái trang giới thiệu chính hãng sản phẩm cũng như là những cái trang bán hàng ở dưới phần comment nhá. Đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.